Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Xí nghiệp Điện ảnh và Băng từ, Xí nghiệp Dĩa hát Băng nhạc, sản xuất và phát hành tuồng cải lương Nửa bản tình ca, băng số 2588CL. Cười lên em nhé,
để mi sầu lệ chưa chan. Kim Tùng ơi, chén rượu tiễn đưa, xin mời chàng uống cạn. Rồi đây rạng Liễu Dương Quang sẽ gục đầu theo gió ngựa, che khuất bóng người đi trên mấy dặm quang. Vững lòng ở lại nuôi con, chờ ngày tái ngộ trong niềm vui chiến thắng. Kim Tùng ơi, có phải bây giờ là đang đổ thu sang? Sao em nghe lòng lạnh buốt như giữa ngày đông rét mưa? Đây trong rượu tiếng mời lại mấy dòng thơ cổ, tuy ngoà xa trường quân mã tiêu, cổ lại chinh chiến kỷ nhân hồi. Giờ trong trường thành dục giả điểm giang, sơn phủ trắng ngàn dâu hoài mình còn mong Tên Quy đến tư phòng này hơi đột ngột, xin Phi Yến thứ lỗi cho. Thưa Lữ huynh, đã 8 năm nay kể từ khi có tin Lý Kim Tùng chồng tôi đã chết, thì Lữ huynh là ân nhân đã che chở cho mẹ con tôi. Và con Y Nhi bây giờ đã lớn, ngày ngày vẫn hồn nhiên cấp sách đến trường. Và nó vẫn gọi Lữ huynh là cha, chứ nó đâu có biết rằng cha nó đã bị tâm qua tam mùa lá rụng. Ê, kìa cha, cha đến đây con thật là mừng vui. Kìa, sao mẹ lại buồn? Không, mẹ cũng vui chứ mẹ có buồn gì đâu. Mẹ con vừa cười vừa nói, trước lúc con ra đi, mẹ cũng vẫn còn vui. Nhưng
bỗng nhiên mẹ con nhìn lá rụng, mẹ của con mới suy nghĩ vẫn chờ. Vậy mà con tưởng đâu mẹ giận, vì cha con không thường thăm viếng. Không, mẹ biết cha con vẫn việc triều đình. Ý Nhi ơi, có 4 năm con quân vàng, Ý Nhi đâu rồi, con hãy ra trường xem. Ý Nhi, đi với chú Lữ Đạt đi con. Kìa, phụ thân đã đến. Lữ Thanh Quy. Dạ. Tại sao mày dám dối gạt cha của mày? Kìa, phụ thân vừa nói gì con không hiểu. Nàng kia, hãy lui ra ngoài lập tức. Lữ Thanh Quy. Dạ. Tại sao con dám chứa chấp vợ con của tên Lý Kim Tùng, là kẻ đã chống lại triều đình Đại Nguyên, đã từng phen dây động gây loạn, phải chịu tru di dòng họ ba đời, mà con dám dối cha để chở che cho dành? Con dám nói rằng đó là hầu thiếp của con? Dạ thưa phụ thân, Kim Tùng với con là bạn, nên con phải ít lòng trong cơn hoạn nạn, cho trọn tình bằng hữu thâm giao. Nhưng rồi ai sẽ vô đây mà chịu lấy tội trạng? Con có biết không, việc này tới tay chúa thượng. Không, con phải giết ngay mẹ con của nó, viên độc dược này để giấu nhẹm chuyện gian kia. Trời, tại sao cha bắt con phải giết mẹ con nàng? Thủ đoạn đê hèn, vô đạo vô nhân. Nếu không thì công lao của cha đã giúp nguyên triều, xâm chiếm đất này phải chịu tiêu tan. Lữ Thanh Quy, đừng vì nhan sắc của đàn bà, cũng đừng vì một thứ hào hiệp nghĩa âm giả dột. Hãy nghĩ đến tương lai rực rỡ của gia đình này. Hãy nghĩ đến tiền đồ họ Lữ. Thôi, cha đi. Cha, cha. Trời ơi, ta phải giết mẹ con Kiều Phi Yên. Giết một người đàn bà mà 8 năm nay ta đã đem mối tình hờ ra bảo bọc. Rồi tháng ngày qua đã tạo cho ta một niềm rung cảm êm đềm. Không, không, ta có thể giết nàng bằng một viên độc dược. Độc dược? Trời, Kiều Phi Yên. Tôi đã nghe rồi tất cả. Và độc dược này sẽ giúp cho Lữ huynh giữ tròn bổn phận làm con, giúp cho tôi với Kim Tùng sớm được đoàn viên, cho sớm được trùng phùng nơi chính xuôi. Lữ huynh xin vĩnh biệt. Quan nếu độc dược kia làm nhân giúp nàng sớm gặp Kim Tùng nơi chính xuôi, thì chính nó cũng làm cho tôi tan nát cả linh hồn. Sợ bị quý và cô đọc lặng lùng, qua ngày tháng bên nhau chung sống, tôi với nàng cùng chia sẻ nỗi buồn vui. Đêm từng đêm khi nàng thao thức với con thơ, thì tôi cũng nghiêng đầu bên gối lẽ mà thầm lặng ước mơ. Tôi muốn nuôi tiếng yêu nàng, nhưng sao tôi cứ nghẹn mãi trong tim cay đắng nghi ngờ. Sao? Lữ Thanh Quy yêu tôi à? Không, không. Xin ân nhân đừng nói lên lời yêu đương, vì một thiếu phụ đã lỡ làng duyên. Phải, tôi cũng biết ước mơ mình không thành sự thật, cho nên tôi mới lặng tin mà hứng chịu thương buồn. Cố xóa tan đi những ý nghĩ ngông cuồng, nhưng mà tôi càng xua đuổi thì hình bóng quyền quạt thấy, và ước mơ kia cứ đè nặng khói tim.
đêm dài gieo tiếng hoa hơi thở, gửi gió mang đi kiếp lạnh lùng, để rồi sầu nhớ mong lung, nói yêu cho nhẹ nỗi buồn cô đơn. Đừng tuyệt vọng, ta ra lệnh cho Lữ Thanh Huy hãy thật sự là chồng của Kiều Phi Yến. Trời, thưa phu nhân, thưa kế mẫu, ta muốn cứu gia đình họ Lữ khỏi bị tru di tam tộc. Phi Yến và Thanh Huy không được cãi lời ta. Kiều Phi Yến, vì ta thương nàng nên ta mới định tìm cho nàng một nơi xứng đáng. Thương, thương hay là mưu kế, mà thủ phạm chính là chú Lữ Đạt. Chú đừng vô lễ với kế mẫu tôi. Kế mẫu của mày, kế mẫu của mày là chị dâu của tao. Tao nói thủ phạm là một người đàn bà trẻ đẹp, có một quá khứ đã yêu mà không thoải niềm mơ ước, nên mới bày trò mãi bể qua nương dâu. Nghĩa là mày muốn nói ta chăng? Đúng như thế. Vô đi, vô đi. Không, tôi nói đây rất là có lý. Khi người ta muốn giành lại kim tùng, vì họ và kim tùng có niềm thiếu yêu nhau, rồi do biến cố lý gia trang gãy đổ mối tình đầu. Thưa chú nói gì mà cháu chưa hiểu được? Chắc chú quên rằng chính chú chưa biết được mặt lý kim tùng. Nhưng ta nghe mẹ Thanh Huy lúc còn sống nói rằng, trước kia hai họ mạnh đi có mưa kết thông gia, nhưng chẳng may đất bằng sống dậy chinh chiến xảy ra, đôi gia đình thất lạc, nàng họ Bạch về làm dâu kẻ khác, hai đẻ đầu xanh đành chịu lớn. Thôi thôi, chú Lữ Đạt chớ có nhiều lời, vô lễ đặt điều xuyên tạ kế mẫu tôi. Ha, Thanh Huy, mày xin rẽ chú mày. Được rồi, kể từ giờ này tao đi sống với người dân. Từ giả hết, tao đi. Chú Lữ Đạt, chú Lữ Đạt. Phi Yến, lòng tốt của ta là như vậy đó. Bây giờ tùy nàng quyết định, chào nàng. Phải quyết định, ta đang đi giữa ngã ba đường ngang trái, ta phải ngược dòng bến đồ, quên tình xưa, quên ước nguyện bụi tiền đưa, quên bản tình ca nơi cầu thấy thủy ly kim tùng. Kim Tùng ơi, không, không, ta không thể là một kẻ phụ phàng. Độc dược, độc dược, mi hãy giúp cho ta giải thoát. Thank you.
rồi đây khi gặp mặt chồng chưa buổi trùng phùng đành gọi cô nhân thôi. Mẹ, mẹ ơi! Y Nhi con! Mẹ phải sung gì con? Mẹ phải làm vợ của Lữ Thanh Quy. Mẹ! Con của mẹ! Gặp con của chú mỗi ngày bốn lượt.
rằng chú là một tên sa phu rách áo đôi con. Trời ơi, chứ nó đâu có biết bao phen chú ôm nó vào lòng mà kêu lên một tiếng con cho thỏa lòng phụ tử. Phải vợ nó đi nên chú mới gượng cười nuốt tuổi lệ vào tim để dâu kính tuổi tên cho đến khi nào cũng ngã bên đường. Kìa Ý Nhi, tại sao con lại khóc? Dạ tại con thương chú sinh. Ý Nhi cháu Kim Tùng. Quyển sổ trời đã nở qua trắng gì, ba mái băng đồng với cuộc sống ấm êm, gia từ bà tôi lại đi trong cả vui, tình nghĩa ngày xưa đành chôn dưới lớp. Gặp nhau chi rồi để lệ chia tay đẫm ướt cuộc tao phun. Làm sao em có thể vui trên gấm lụa nhung vàng khi hằng ngày chàng phải nhọc nhằn lao khổ sông xa phu. Kim Tùng ơi, chia tay từ độ tàn phu ấy, ai có ngờ đâu cuộc bể dung, sao chàng chẳng về đây trong lúc em cô đơn nhìn lá đổ. Mà đây chi khi thiếp đã phu chàng. Bà, nếu bà thật lòng đau khổ thì khổ đau kia chẳng phải chỉ riêng bà. Kiếp sống của ta có nghĩa gì đâu. Thôi vì tương lai của con dẫu muôn đắng ngàn đau, xin bà hãy vui lòng. Phải tôi nhận tâm với bà, nhưng đã lỡ rồi ta hãy bằng lòng với số kiếp. Số kiếp, trời ơi, số kiếp gì mà chất chồng ngang trái.
con đến mến gì mà gây lắm đau thương. Chỉ có kẻ đàn ông như Kim Tùng mới có đủ kiên gan coi em như người xa lạ. Chứ còn riêng em dẫu rằng gì hạnh phúc con thơ mà ngược dòng bên đồ, em chẳng làm sao quên được bản tình cha. Em tiễn đưa anh ngày chứng kiến của năm nào, thuyền tình đã lỡ chuyến rồi, con đò năm trước có người khác đưa. Tiếc chi bên cũ đò xưa gây thêm giông bão gió mưa ngập trời. Thôi giả biệt. Quá tên ăn mày kia đứng lại. Thưa ngài, tôi là tên sa phu nghèo khổ. Mi muốn gì mà co nhỏ với vợ ta, nói gì còn ta khóc hay là mi cần tiền bạc? Tiền đây. Thưa ngài, tôi không phải là tên ăn mày, mà tôi đến đây là để đưa rước con ông. Cho nên ta muốn trả công mi bằng vàng bạc, chứ không phải bằng tình thương của con ta là ý mi. Vì từ lúc có mi đưa rước tới giờ, nó mất hẳn hết nhiều thói quen sằng sóc đến ta. Tình phụ tử đậm đà bỗng nhiên ít nhiều phai lợt, hay là ngài bận việc triều đình ít có thời giờ sằng sóc đến, còn nên nó mới bất thường. Không, ta tìm ra sự thật mới biết rằng tại mi là một đứa xa phù đến nghèo hèn khốn kiếp. Mi ở đâu mà mi lại trôi dạt đến nơi đây, xem vô làm xáo trộn làm cho ta tức bực. Vậy kể từ đây mi nên đi cho biết, chứ đừng cho ta thấy mặt. Vâng, tôi đi và không bao giờ trở lại. Tôi đi đây. Sự đời lên chân đi ngựa hết thời kéo xe. Kìa anh Lữ Đạt, anh bỏ nhà ông Lữ Thanh Quân thiệt sao? Bỏ, có người anh ngu muội sợ vợ ở đó nhục lây. Nhưng mà anh đi làm nghề phu xe à? Thì phu xe có làm sao đâu. Em thấy không được, anh lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi sao em không nói quất là anh già đó cho rồi? Em tưởng anh nói vậy rồi anh buồn hả? Không bao giờ, anh còn hãnh diện với cái già của mình nữa kìa. Anh già mà biết liêm sĩ, không nịnh bợ, không cúi lọt, sống cuộc đời tự lập, biết thương vợ, thương con. Hồ điệp, trời ơi, thấy cái mặt cái thương ghê đó. Anh nói em nghe nè, anh đã bị bà con họ Lữ đuổi xua, gặp em đây cho anh gửi đỡ tình yêu đôi chút. Thôi đi, đừng có lắm chuyện, để tôi đi nè. Quan Hồ Điệp ơi, xin em đừng hờn, đừng giận. Hãy dừng lại đây mà nghe trái tim già nua của anh nó rung động mấy trăm lần. Em hãy nói tiếng yêu anh cho anh bớt lạnh lùng. Em đừng giả bộ lạnh lùng với gió năm non. Em không nghe người ta thường nói rằng chồng già vợ trẻ là duyên, vợ già chồng trẻ là tiếng ba đời. Ấy là anh nói vậy nghe chơi, chứ anh đây đã hỡi ơi cái cảnh chồng già vợ trẻ. Em nói sao? Anh mà được em thương là có phước lắm hả? Sao? Em ơi anh đây cũng không biết anh là một con người có phước.
thấy chính anh đây chỉ là một kẻ vô phần. Vì tôi thấy cảnh anh tôi mà tôi cũng bắt rơm ngập nhung. Để vợ ho là chồng giả mà bà giận thì ông lại cười mơ. Phải chồng phải vợ là hơn, mình là nồi meo kiếm vung tròn mà chi. Lưng anh nó cứng tở chì, nên anh không thể cúi quỳ dạ thưa. Xảo quyệt còn già mà quý chung. Thấy anh bộ tướng anh hùng, tuyết sương không sợ đi làm xa phu. Thương anh em chắc chắn khỏe ru, nấu cơm đi chợ anh hầu hết trơn. Em khỏi lo trại chiếu văn mùng, quét nhà gánh nước có chồng ra. Sa phu muốn tìm ai trong nhà mà nhìn trăng trối vậy? Thưa phu nhân, tôi muốn... Kìa, Kim Tùng. Không không, thưa phu nhân, tôi chỉ là tên Sa phu. Xin phu nhân đừng lầm với tên Kim Tùng nào đó. Dạ, dạ kiếu phu nhân. Hãy dừng lại đây mà nghe lời tâm sự của một khách tình muốn gửi gắm thương yêu. Phu nhân, ý phu nhân muốn nói? Tôi muốn nói Bạch Tuyết Lan này sẽ từ bỏ lầu son cửa gác để cùng khách tình nối lại mối tơ đàn. Xin dừng lời nơi đây, nhắc tới xa vời chôn lấp đi tình xưa, vào trong lãng quên cho rồi. Sao ta lại yêu hẹn chiều tuần theo số kiếp, chẳng quyết tư xây cho đời đẹp. Không thưa phu nhân, chuyện ngày trước là yêu đương mầm ước, chuyện bây giờ là cao thấp hèn sang. Nàng đang sống trong gấm lụa son vàng, đừng bận biểu kẻ lầm than khốn khổ. Không, Kim Tùng ơi, dù anh là kẻ xa phu đói nghèo khốn khổ, nhưng em vẫn mến thương anh như tình yêu gắn bó bụi bao đầu. Năm tháng trôi mau như nước chảy qua cầu, mình chia tay giữa mùa khói lửa, duyên nợ không thành quanh rã rời nhau. Ôi một cuộc trùng phùng tưởng như giấc chim
Kim Tùng ơi em vẫn là bạch tuyết lan buổi trước, vẫn giữ trọn một tình yêu tha thiết vẫn thương anh như từ buổi xuân thời. Thưa phu nhân, giờ đây phu nhân đã có chồng, xin cứu phu nhân. Quân bay. Khoan. Ô kìa, có điều gì mà phu nhân lại giận? Ông ơi, thiếp quá bất bình nóng giận vì mới thấy tên Sa Phu và vợ của Lữ Thanh Quy đã đổi trao ân ái duyên tình. Thiếp lo sợ ngày nào đổ bể thì sẽ xấu hổ dòng họ Lữ ta. Ôi thật là một hành động vinh nhục gia phong, cũng tại phu nhân mày ra chuyện kết hôn, chứ con ta nào có ân ở đâu. Thiếp có về đâu phi là kẻ lăng loạn, tiếp có dự vào là để gỡ tội cho phu quân. Được rồi, phu nhân cho gọi thằng Thanh Quy đến đây để hầu ta lập tức. Xin vâng. Thưa phụ thân, muốn dạy con điều chi? Con dạ, cha cho con hay rằng Kiều Phi Yến vợ con nó đã ngoại tình với một tên sa phu khốn kiếp, quả đứa nhân loạn. Trời, tình như sét đánh, nhưng có lẽ nào cha vừa đến đây bắt gặp ma quả tan ai kẻ gian dâm. Vậy con bình tĩnh lại liệu mà xử sự, đừng để nhà ta chiếm nhục gia phong. Trời, có lẽ nào có đủ tất cả bằng cớ, con liệu mà xử sự. Cha đi. Phụ thân. Trời ơi, Kiều Phi Yến ngoại tình. Không, không có đi nào. Mẹ đâu, đem thêm rượu cho ta. Kìa, phu quân, có điều gì xảy ra? À, Kiều Phi Yến, nàng hãy rót rượu cho ta. Bàn tay nàng hãy nâng chén ngọc, rót, rót cho ta uống cạn. Hình như phu quân đã quá chén, suốt đêm trường ngồi trầm mặc suy tư. Ta muốn tự dối lòng qua mây chen men cay, hầu giải bớt nỗi sầu vô căn cứ. Thiếp xin phu quân hãy vào trong ngơi nghỉ. Không, không. Phu nhân ơi, ta sợ lắm đêm dài cô lẻ. Nàng chưa bỏ ta yêu quạnh giữa mong. Vì bỗng nhiên nghị lực yếu mềm nên ta cần men cay, và hình ảnh nàng trong bên đây. Kiều Phi Yến, ta tha thiết gian xin nàng hãy đỡ lấy mình nhà, rồi rót chén rượu mình cho ấm lại hồn ta. Thiếp xin vâng lời phu quân, thiếp rót chén rượu nồng pha đôi ngân lệ lòng của một tâm tình đau thương. Phu quân hãy uống cạn đi và chua xót cho phận má hồng cố trọn. Kiều Phi Yến, hãy hứa với ta là nàng chung tình suốt kiếp đi. Kìa, nàng sợ thái độ của ta. Không, không, đó chỉ là biểu lộ tình yêu cuồng nhiệt của ta thôi. Ta đã sai rồi, phu nhân. Hãy đưa ta vào phòng an nghỉ đi phu nhân. Kiều Phi Yến. Kìa, Kim Tùng chàng. Thưa bà, xin lỗi bà, kẻ này dám leo tường vào đây để thăm con là Ý Nhi. Và tôi cũng đã trông thấy được mặt con. Xin bà tha thứ cho phép tôi được ra đi. Khoan, hãy khoan, Kim Tùng ơi. Thôi, tôi xin bà hãy
một phương xa. Đầu để cho con sông giữa ngàn quan lùa thôi sinh bà hãy thu hết thiên trang. Lại cho ta bằng một thành vi phán.
đi cạnh trái ngang. Ông Sa Phu, tôi biết nói cách nào đây để giải bài hiệp trắc ẩn. Thì nàng hãy nói với tên Sa Phu kia, hèn kia là người tình trong tâm tương, nó là thiên thần có phép màu quyền nói đi, hãy nói đi, nàng hãy nói rằng chính nàng muốn phủ văn mây xám trên ánh sáng tương lai hạnh phúc của con, muốn cho âm nhân ta bị dài dò đau khổ và muốn cho hồn người xưa đành tuổi nuốt sầu. Nói đi, nhưng làm sao chàng mũi tươi tắn kia thốt được lời? Trời ơi, đêm nay là đêm gì mà chưa tàn cơn ác mộng lại đến điểm chìm bao. Thanh Huy, đã sáng mắt của con chưa? Hãy đại chúng dân phủ ra đảo quan với chim tha và xe nó. Quang quang, nếu cần đài đổi một xác thân cho nó chết đi giữa đảo quan xa vắng thì tên Sa Phu này đây mới đang nhận cực. Còn phu nhân là một người đàn bà giàu lòng nhân ái, có tội tình dân là tội xót thương tới cùng đỉnh khốn nạn. Bằng chứng đã rõ ràng rồi mà còn kiếm đều che đậy cho tình nhân không không thương ngày. Tôi là kẻ đôi con khác dòng, những lãng mạn yêu đương chỉ dành những người quyền quý cao sang. Nhưng dù kẻ cùng tính, tôi cũng có quyền nói lên sự thật, một sự thật phũ phàng sao một cuộc dâu liền đổi thay. Cầm cầm, hãy cầm đi những điều cho thất công. Người đã giàu ra nơi chốn tư dinh, tội đã đắc tội. Quân sĩ đâu? À, mau dân lĩnh ta truyền. Hãy đem giam nó vào trong ngục tối cho ta. Đi mau! Bạch Tuyết Lan đánh cắp được thẻ lệnh đến ngục tù để cứu thoát Kim Tùng đấy. Tuyết Lan, xin phu nhân hãy cất thẻ lệnh và lui khỏi nơi đây đi. Kim Tùng, chàng đuổi tôi, chàng không thương hại một người đàn bà bất hạnh sao? Bất hạnh? Đừng, bà đừng ra vẻ than thân trách phận. Tôi bằng lòng với số kiếp của riêng tôi. Tôi với bà là nước chảy bèo trôi, cùng xuôi ngược giữa dòng sông định mệnh. Không, em không thể làm một kẻ sống trong phù phiếm xa hoa, ngửa nghiêng trong chăn em nệm mắm, để cho anh thương chịu trăm đắng ngàn cay sau cánh cửa lao tôi. Kỷ niệm ngày xưa như một lớp sương mù, anh bây giờ là một tên Sa Phu khốn khổ, một cuộc đời dài dáng nắng mưa, ôi một cuộc tình đẹp tở bài thơ, bỗng tan vỡ giữa mùa chinh chiến. Anh ơi dù hết thương
anh cũng đừng cay đắng, để cho em được nói tiếng sau cùng. Thẻ lĩnh này sẽ giải thoát cho anh, một lần nữa anh cho em được tỏ chút tình xưa nghĩa cũ. Đủ rồi, đây gian trời góc bể trên đường đời đôi lứa đôi nắng. Kìa phu nhân, phu nhân lại tỏ tình với tên tử tội ấy à? Coi kìa phu quân, em vừa tới đây tra hỏi tội thì bị tên tù này nó nắm tay, nó chọc ghẹo đó chứ. À, nó dám xúc phạm tên phu nhân, nó coi thường, nó chết. Vậy để ta cho nó chết tại nơi đây. Giết ra. Dạ khoan, nếu cần sửa lại cuộc đời tội lỗi thì kẻ chủ mưu chính là bạn vui trăng của đại huynh mới đáng tội biêu đầu. Thầy dám ăn dám chịu, sao anh lại đố thừa? Giải thưa là không che mắt thân, thì giỏi chẳng đàn nào bị kẻ rình xem. Xem đời đổi trắng thay đen, miễn tỏ đường phèn mà bụng chứa thương đau. Đã yêu mà còn hại người, có chồng mà lại tính điều với anh sẽ ai. Lữ Đạt, dòng họ Lữ không ai cùng đông lộng ngữ, mi hãy khá giữ lời, im đi là tốt hơn hết. Đại huynh ơi, từ lâu nay em cũng đã im hơi lặng tiếng, là để mặc cho đại huynh đem cái kiếm họ ra đắng mà sơn vết son vàng. Nhưng mà vàng son kia chính là nơi môi ngọt ngắn mòn, chúng đã gặm hết chữ tam tùng tứ đức gỗ mà mục rồi, thì đại huynh sơn quên nữa làm chi. Chắc đành sao qua nuông chiều, bắt thang cho vợ nó tèo lên cao. Lỡ rồi biết nói làm sao, thấy thân sợ vợ thì miễn đời mỉa mai. Thôi thôi cầm đi, một tiếng thét của ta thì muôn kẻ phải chết quay. Thế mà đi mi mi lại dám nói ta sợ vợ? Dạ phu quân chỉ sợ thiếp vô tình mắc phải hàm quan, chứ có sợ vợ gì đâu. Đó, mi nghe chưa, mi có thấy chưa? Ở thằng em khùng Lữ Đạt, quân dạ tống cổ Lữ Đạt ra ngoài cho ta đi. Lữ Thanh Huy, hãy đến đây để cùng ta xử tội một kẻ loạn dâm đê tiện. À, lại cùng tên Sa Phu, một tên đạo tặc. Không, các ông đã lầm. Hỡi tên Sa Phu, ta nguyên mi chớ nên ngạo mạn, vợ chồng người ta đang yên vui, mi nên chính chồng là hơn. Đã chẳng biết thân, mi ngoan vỡ đồ chiếm đoạt, tội của người đã quá tan thì đừng có kêu oan. Không, ông đã lầm, kẻ chiếm đoạt người yêu, kẻ làm phân vợ rẻ chồng, kẻ ấy không phải là tôi. Thôi đừng chối quanh một kẻ gian dâm đạo tặc, quan hãy dân lệnh của ta đày nó ra chúng đảo quan, dẫn nó đi. Phu quân, tên tử tội ấy đâu rồi? Phu nhân lại hỏi đến kẻ gian phu à? Nàng hãy nhỏ lễ sầu thương xót, tên Sa Phu đang về với các bụi đi. Không, nếu tôi phải khóc tên Sa Phu trở về các bụi thì dòng lệ xót đau sẽ âm thầm rơi trên quan mộ Lý Kim Tùng. Tên Sa Phu là Lý Kim Tùng à? Cái tên nằm trong một số kiếp nào
tùng đang làm náo loạn chim em. Xin hãy để người chết được nằm im trong lòng đất. Phu nhân gọi tôi làm chi vậy? Gọi để chửi hả? Không đâu, tôi đã hối hận vì việc của tôi làm. Bây giờ chú hãy cầm thẻ lệnh này thay tôi để giải cứu cho Kim Tùng. Mau đi chú. Trời ơi, vậy thì hoan nghênh phu nhân. Kim Tùng nó đã được thằng Lữ Đạt giải thoát bằng thẻ lệnh của ta. Quân sĩ, đêm nay khóa chặt cổng dinh đường, chuẩn sẵn cung tên. Hãy có tên nào lẻn vào dinh là bắn chết cho ta. Nghe chưa? Còn tên này, cấp tốc đi tìm tổng trấn Lữ Thanh Huy, nói rằng đêm nay nó đừng bước vô khỏi cổng. Đi. Kìa, tại sao đêm nay cổng đường lại quá chặt? Có ai không? Có ai không? Kiều Phi Yến, nàng chờ ai giữa đêm sương lạnh khi cổng rào khép kín? Kiều Phi Yến, Con tôi đâu? Trời, Lý Kim Tùng, chàng về đây bằng xương bằng thịt hay bằng oán hận đến chết vẫn chưa tan? Không, bà ơi, tôi trở về đây chẳng hờn chẳng oán, không thở không than, mà bà tưởng đâu tôi mang một xác thân tiêu tan xương cốt dưới quan. Trời ơi, chàng còn sống. Có phải sự sống còn của tôi tạo cho bà cảnh gian dở khóc cười, nên thẹn thùng dâng lên khoe mắt bỡ ngỡ, làm nghiêng chanh môi? Bà nhớ bà nói gì với tôi chăng? Bà nói rằng dẫu sang thuyền khác, nhưng bà chưa ôm cặp để dối lên dây. Thế mà sau khi vui mấy bậc cung thương, bà đập nát đàn ngày xưa thành giang manh. Kim Tùng ơi, chàng đâu có biết nỗi đau đau của dân quân khi nổi lên cung phượng cầu hoàng. Chứ làm sao em quên bản tình xưa thở nào ta đã. Phải, nếu bà không nhắc tôi còn nhớ ngày nào tôi đã. Em ơi, nhớ chăng ngày ấy đôi ta yêu nhau lá sung bên đầu, nhớ mãi duyên ban đầu. Sau tôi cũng nén lòng giữ trọn một điệu hát cho bà ru con, dẫu đôi ta ngang cùng say phim lỗi bản tình ca. Thế mà con đâu bật không ru con ngủ, lại học đòi chi đám thương nữ nơi sông tận hoài để hát khúc hậu đình.
Tại sao nàng nói với con Kiều Phi Yên? Không, chính kẻ bội phạm đang cúi đầu xin tội nhường cho vầng trăng soi sáng quả tim của người thiếu phụ đang ôm ấp mối duyên đầu. Lữ Thanh Quy, chỉ có tôi mới là kẻ đang sỉ nhục muôn đời, đứng trước một người chồng đau khổ và một bên là thiếu phụ nghẹn ngào lặng tiếng im ơi. Kim Tùng về đây duyên xưa đã nát nhưng tình nàng vẫn còn khắc mãi trong tim. Sáng ngang đàn đổi người cầm, trước sau vẫn một cung âm chung tình. Lữ Thanh Quy, tôi chỉ cần bắt lại Ý Nhi, chứ tôi không cần mối tình xưa cũ. Ý Nhi đâu? Hay là anh đã âm mưu sát hại? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Sát hại Ý Nhi? Không đâu. Kim Tùng ơi, dẫu không thể nén khát giọng yêu thương khi được tin Kim Tùng rồi thấy ngoài sương tuyết. Nếu tới phủ bỏ lời gửi gắm của kẻ ra đi thì lỗi nghĩa để huynh sai tình thủ tốt. Chưa đôi dây nhi cũng còn tình cốt nhục. Tôi đã thay Kim Tùng và tôi coi nó như con. Tôi đã săn sóc giấc ngủ miếng ăn nâng niu điều mến. Thì có lý đâu tôi lại đáng tay hạ sát cho đành. Thôi thôi, con tôi nó đâu rồi mà cổng đường khép kín, còn Kiều Phi Yến thì giọt lễ đâm đìa. Ý gì đâu? Ý gì đâu? Để tôi phát âm được giọng chính tìm nó. Ý Nhi, Ý Nhi, cung thủ, dạ, xả tiễn. À, phụ thân, phụ thân đã băng lầm con. Trời, Thanh Quy con. Ý Nhi, Ý Nhi con ơi, chú Sa Phu kia là Lý Kim Tùng, là cha ruột của con đó. Tôi xin vĩnh biệt Kim Tùng. Tôi sắp trút hơi vàng, giờ phút cuối cùng đã đền món nợ đã dài. Con hỡi Ý Nhi, cha ruột của con là Lý Kim Tùng, phụ tử đã đoàn viên. Sao nỗi ly tan giờ lại được trùng phùng, nhưng trước cảnh mất còn lòng chua xót không nguôi. Trước giờ vĩnh biệt, xin thứ tha cho kẻ lỗi lầm. Lữ huynh, vĩnh biệt. Lữ huynh. Ha ha ha.